Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em vừa vô nên là with you. Mà giọng nói ngọt ngào cất xa từ headphone, say đắm cồn cào lỡ yêu rồi mất khôn. Chưa bao giờ em nghĩ là ta hợp nhau đến như vậy. Cây xa ngàn cây số mà ta vẫn luôn biết nhau làm gì. Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung. Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung. Vì bông hoa tàn phai ngày ấy anh đã tới đến tình yêu. Giật hồng ôi cùng nhau mình chơi, chơi lên từng vết son. Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không? Tình là thế, oh baby, em và anh là superstar đêm này. Vì thế hãy go and say every time anh bên mình. Em chẳng muốn anh cần ai hay ai cần anh. I will keep you safe inside my angel wings. Là một phút hòa lên rằng sao trời không mang anh về. Vì đã có yêu em nhiều hơn bên nặng nề. Em chẳng muốn anh cần ai hay ai cần anh. You be safe. Em mong rằng anh đã thấy những gì cần thấy. Để ý câu từ em viết, để ý từng lời em hát cho anh. Chưa bao giờ em nghĩ là anh ngọt ngào đáng yêu như vậy. The fact you think that I look beautiful this way. Vì đâu mấy ai hiểu cái trân trọng chính em. Hello, hôm nay chúng ta sẽ cùng tập bài Internet Love ha. Ở bài này mình sẽ có những cái hợp âm như sau: Rê trưởng, ký hiệu là chữ D. Xí thứ 7, ký hiệu là chữ B, M, 7. Hợp âm son trưởng, ký hiệu là chữ G. La trưởng, ký hiệu là chữ A. La 7, ký hiệu là chữ A 7. Ok, bây giờ mình sẽ tập chuyện mấy cái hợp âm này nha. Rê trưởng nè. Rồi, rê trưởng như vậy giữ nguyên, đặt thêm ngón út vô đây thành xí thứ 7. Rồi sau đó di chuyển hai ngón này xuống đây thành son trưởng. Rồi di chuyển qua đây thành la trưởng nè. Rồi la 7. Đó, mấy hợp âm này chuyển qua lại rất là dễ. Cái cách đệm hát thì ở khổ đầu tiên các bạn có thể đệm như sau. Cái cách này là cái cách siêu cơ bản luôn, mình cũng tập ở rất là nhiều video rồi đó. Thì mình sẽ có công thức là móc, đập, móc, móc, đập. Thì móc ở đây tức là các bạn sẽ móc 4 dây đàn lên cùng một lúc. Còn đập là mình sẽ co tay lại, mình đập vô dây đàn. Móc, đập, móc, móc, đập. Các bạn nhớ là cái nhịp dung đọc sao thì mình đánh như vậy nha. Móc, đập, móc, đập. Chứ mình đừng có đánh mà kiểu liên tục như vậy. Móc đập, móc móc đập thì nó sẽ không có ra được cái nhịp gì hết á. Móc đập, móc móc đập, móc đập, móc móc đập. Rồi bây giờ mình sẽ ghép vô hợp âm. Thì mỗi hợp âm sẽ đánh 2 lần, ngoại trừ hợp âm la trưởng là chữ A với chữ A7 thì đánh 1 lần. Đó, còn hợp âm rê trưởng là si thứ và son trưởng thì mình đánh 2 lần nè. Rê trưởng, móc đập, móc móc đập, móc đập, móc đập si thứ, son, la một lần, la 7. Rồi bây giờ làm lại lần nữa nè, mình để ý cái tay trái chuyển hợp âm nha. Móc đập, móc móc đập, 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 móc đập, móc móc đập. Rồi bây giờ mình vô câu hát ha. Đầu tiên thì các bạn có thể rải xuống cái rê trưởng như vậy để mình nghe cái tông của bài. Cái hợp âm này thì mình hát bằng với tông của ca sĩ luôn á. Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu. Chưa bao giờ em nghĩ rằng em will fall in love with you. Mà giọng nói ngọt ngào cất xa từ headphone, say đắm
cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung. Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung. Như vậy là với một cái tiết tấu này các bạn có thể đánh được cho hai cái khổ đầu tiên ha. Còn ví dụ các bạn muốn nghe nó hay hơn nữa, các bạn có thể mua thêm cái shaker này là ở shop Dung có bán á. Thì mình đeo vô ngón tay nè, thì cái, mấy cái lúc mà các bạn đập vô dây đàn á, đó là cái tiếng shaker nó sẽ tự nó lắc luôn. Rồi, ở cái khổ thứ hai á, nếu mà các bạn muốn nghe đa dạng tiết tấu hơn thì các bạn có thể đánh thêm cái tiết tấu này. Móc, đập, 3, 2, 1, đập. Cái móc đập đầu tiên cũng giống công thức nãy luôn. Móc, đập. Rồi sau khi mình đập xong mình sẽ đánh liền với 3, 2, 1, đập. Móc, đập, 3, 2, 1, đập. Móc, đập, 3, 2, 1, đập. Móc, đập, 3, 2, 1, đập. Cũng một hợp âm đánh hai lần nè, rê trượng. Móc, đập, 3, 2, 1, đập. Móc, đập, 3, 2, 1, đập. Si thứ 7. Son. La trượng một lần. La bại một lần. Đó. Hoặc các bạn có thể kết hợp cả cái cách hồi nãy với cách này, mình đánh xen kẽ nhau cũng được. Bây giờ sẽ đánh mẫu thử cái cách thứ hai này vô cái khổ 2 nha. Chưa bao giờ em nghĩ là ta hợp nhau đến như vậy, cách xa ngàn cây số mà ta vẫn luôn biết nhau làm gì. Chẳng cần nói một lời nhưng thói quen mình vẫn chung. Chẳng cần báo một lời nhưng thấu hiểu lòng nhớ nhung. Vì bông hoa tàn phai ngày. Ok, đến cái khổ tiếp theo mình sẽ rải. Nếu mà các bạn nào mình chơi cơ bản á, thì các bạn có thể rải cái công thức ballad cơ bản như sau. Chập 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Thì cái chập đầu tiên nó cũng là móc 4 giây luôn. Móc, đó, móc, rồi đánh 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Rồi làm liên tục luôn. Chập 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Chập 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Cũng một hợp âm hai lần luôn ha. Rê trượng nè. Chập 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Chập 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3. Si thứ 7. La trượng một lần, la bảy một lần. Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tái lên tình yêu. Giờ hồng hoa cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son. Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không? Đó, còn ví dụ mình muốn nghe nó hay hơn nữa thì mình sẽ đánh theo cái cách này. Cái cách này là Dung có hướng dẫn ở trong cái bài Một đêm say á. Bạn nào mà có coi bài đó của Dung là sẽ biết đánh cách này ha. Chập 3 2. Từ cái chập qua cái 3 2 là nó sẽ ngưng một xíu, chứ không phải là chập 3 2. Nó sẽ không có đi liền như vậy ha. Chập 3 2 3 1 2. 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 Rồi cũng đánh lặp đi lặp lại công thức như vậy luôn. Rê trượng hai lần luôn nè. Chập 3 2 3 1 2. Chập 3 2 3 1 2. Si thứ 7. Son trượng. La trượng. La 7. Chập 3 2 3 1 2. 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 Các bạn cứ đánh đi đánh lại, hồi quen tay là các bạn sẽ vô với câu hát được. Vì bông hoa tàn phai ngày ấy, anh đã tới đến tình yêu. Rực hồng ôi cùng nhau mình cháy, cháy lên từng vết son. Giờ làm sao để anh hiểu lòng em nhiều hơn bằng ca khúc mà hai mình ta cùng nghe được không? Tình là thế, baby, em và anh là superstar đêm này. Rồi, đến cái điệp khúc này thì một là các bạn đánh trở lại cái công thức móc đập như ban đầu. Hai là các bạn sẽ quạt ha. Thì mình có thể ứng dụng công thức quạt disco. Xuống chặt lên, lên chặt lên. Quạt xuống là bằng móng ngón trỏ, quạt hết tất cả cái dây luôn. Quạt lên bằng móng ngón cái,
qua hết tất cả các dây luôn. Và chặt ở đây tức là các bạn sẽ đập vô dây, nhưng mà mình đập theo hướng từ trên xuống dưới và kết hợp thêm cái móng này. Đó, mình sẽ quăng nguyên cái tay mình để bít cái dây lại không cho nó kêu, nhưng mà cái móng của mình vẫn quạt vô dây như bình thường để tạo ra được cái tiếng chặt. Còn bạn nào mình không làm được thì các bạn có thể thay chặt bằng đập như vậy: xuống đập lên đập lên, được không? Nếu mình không chặt được thì mình thay bằng đập ha. Xuống chặt lên chặt lên, xuống chặt lên chặt lên, xuống chặt lên chặt lên. Rồi vô hợp âm nè, rê trưởng 2 lần. Xuống chặt lên chặt lên, xuống chặt lên chặt lên, si thứ 7 2 lần. Son trưởng cũng 2 lần luôn. La trưởng 1 lần. La 7 1 lần. Lại lần nữa nhé. Xuống chặt lên chặt lên, xuống chặt lên chặt lên, xuống chặt lên chặt lên, xuống chặt lên chặt lên. Bây giờ Dung sẽ nối từ cái câu cuối cùng ở khẩu trên qua điệp khúc nhé. Mừng cơ khúc mới, mừng ta cùng nghe được không? Tình là thế, oh baby, em và anh là superstar đêm này. Đó, hoặc là ở cái hợp âm của cái khẩu cuối cùng á, các bạn có thể rải xuống một cái và mình nghỉ một chút rồi mình mới hát qua điệp khúc. Mừng cơ khúc mới, mừng ta cùng nghe được không? Tình là thế. Câu tiếp theo mình lại rải trở lại nè. Em mong rằng anh đã thấy những gì cần thấy, để ý câu từ em viết, để ý từng lời em hát cho anh. Đó, mình có thể rải cái đó hoặc là rải ballad cơ bản cũng được nha. Rồi, sau đó tất cả những cái khổ còn lại mình lại chơi lặp lại tiết tấu là móc đập, móc đập, và kết hợp với móc đập 3 2 1 đập, nếu mà các bạn muốn kết hợp ha. Ok, như vậy là hết clip rồi đó, chúc các bạn tập tốt nha, bye bye.